Nhiệm vụ thứ 96, chúng ta sẽ nhận ở chỗ giáo sĩ xương già. Ở đây các bạn ơi, ở cái thành Ironhole có cái đường thẳng đi lên gần cái hồ này ha, các bạn để ý map ha, đó ngay chỗ này này. Giáo sĩ xương già tương tác: Ồ, hãy gửi những người phụ nữ trẻ đến đầm lầy Nivoke, hãy để cô ấy đi quanh những người đầm lầy phi thường có kiến thức về sự sống và cái chết. Đồng thời hãy để người chị lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn đến hòn đảo băng đẫm máu này để canh giữ một hồ nước, bảo vệ một cái hồ. Tất cả những năm ở học viện xương và giờ tôi đây bảo vệ một cái hồ. Bây giờ đừng đứng đó, mang cho tôi một tá xương đang cháy. Chúng có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu giữa Ironhope và Godova. Chúng bị bỏ lại từ Wishelbachan vô hình, một sinh vật ma thuật tự đốt cháy chính mình khi nó nhận ra nó vô hình. Ok, tôi sẽ lấy chúng. Nhiệm vụ xương cháy ha. Đây, nó kêu mình thu thập 12 mảnh xương cháy đỏ. Ok, mình sẽ đi thu thập. Đây, cái này các bạn. Xương đang cháy này. Các bạn để ý tọa độ ha. Chỗ này một cái này, đó chỗ cái ngã ba đi xuống bên này xíu một cái, đó mình sẽ thu thập xương từ một sinh vật Wishelbachan nhặt lên một cái. Tiếp tục đi xuống phía dưới. Đây. Đây các bạn ơi, chỗ cái ngã ba này đi lên xíu ạ. Lấm. Tiếp tục đi xuống. Đây. Gần chỗ cái hang ổ nha bạn, phía đông cái hang ổ này, lấy. Hình như là ba cái rồi. Tiếp tục. Chạy xuống dưới bạn. Nó trên bản đồ này nó thậm chí ở phía dưới làng bỏ hoang nó cũng có khá là nhiều ha, không không chỉ có 12 cái thôi đâu, nó có tới mấy chục cái đó. Mình chỉ cần lượm đủ 12 cái là được. Không nhất thiết là phải đúng vị trí ha. Đây 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 chỗ này các bạn ơi. Đó. Này ha. Ok, rồi chúng ta sẽ đi qua phía đông. Đây rồi, ngay cái con đường luôn, chỗ cái hình và chữ nhật này bạn, cái góc trên cùng hình chữ nhật ha. Ok, lầm một cái, rồi mình đi qua phía đông tiếp tục. Đi thẳng lên. Đây, chỗ này gần thành Godowa ha, chỗ cái ngã ba này mình đi lên xíu. Ok, tiếp tục đi thẳng lên luôn các bạn ơi. Đây 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 đây. Ok, chỗ này ha, chỗ cái hồ mà nó cong cong đấy, cái góc dưới cái hồ này. Một cái tiếp tục rồi mình sẽ đi sang trái. Đây. Chỗ này ha. Giữa cái hồ lớn và một cái hồ nhỏ nhỏ ở phía đông bắc các bạn. Đó, có một cái lầm luôn. Rồi đi tiếp tục. Ok, trên chỗ này có một cái này, trên cái rừng này các bạn. Phía nam đầm lầy đỏ ha, chỗ cái rừng này trên con đường một xíu. Một cái nữa. Rồi, đi thẳng qua phía tây tiếp tục.
Đây rồi, nó nằm giữa hai cái hồ nhỏ ở phía tây bắc ha. Đây, lấy luôn, tiếp tục đi sang hướng tây các bạn. Mình sẽ mang theo cái con đường này ha. Đây, nó nằm trên con đường này luôn đó, ngay cái hồ nhỏ này, lấy luôn. Rồi, cái cuối cùng các bạn ơi, chỗ này ha, chỗ cái mỏm nhô vào này, đó, lượm luôn, hình như là đủ rồi các bạn. Ok, đã đủ 12 cái ha, chúng ta quay lại gặp người phụ nữ xương già, giáo sĩ xương già chứ. Ok, trả nhiệm vụ. Nó mất thời gian đấy, bạn muốn hoàn cho điều này, quên đi. Đậu xanh nó. Thêm ghi chú không liên quan, tôi không thể hiểu tại sao họ lại đặt tôi ở đây, tránh xa với bất kỳ con người nào. Nó không cho mình vàng bạn ơi, khá là mất dạy ha, bởi vì bạn là một thằng ngốc. Ok, chửi nó cho đỡ tức các bạn. Nó cho 3.000 kinh nghiệm, họ có 21 vàng à, vãi chưởng. Ok, và là xong cái nhiệm vụ xương cháy nha các bạn. Các bạn để ý cái tọa độ để thu thập nó ha.